Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vâng, những chiếc xe khủ khoảm lằng nhằng luôn là thương hiệu của Vũ Duy Ô Tô. Và hôm nay thì em muốn review cho các bác một chiếc xe mà giá chỉ có hơn 100 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe thương hiệu đến từ Đức, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Serie 3, sản xuất năm 2003. Xe đẹp, cứng và được rất nhiều option luôn. Sấy ghế, túi khí an toàn, rồi kính điện, rồi nói chung là rất là hiện đại, được tích hợp trên chiếc xe này. Cảm biến lùi, lại có màn hình Android. Con này thì nói thật các bác là thiếu cái camera lùi nữa thôi. Vừa chạy qua là một chiếc Mercedes E450, nhưng mà đấy là đời bây giờ. Còn thưa các bác, với số tiền các bác bỏ ra chỉ hơn một con xe máy một chút thôi, các bác sở hữu ngay được chiếc xe như thế này. Nói thật các bác, chứ cái loại này đi thì sướng thì vô cùng luôn. Êm ái, nhẹ nhàng, tình cảm. Vâng, đặc biệt là con này cái độ an toàn nó rất là cao. Dòng xe Đức thì là được mệnh danh là những dòng xe an toàn rồi, chưa nói đến thiết kế. Đây là một chiếc xe như vậy. Vâng, một chiếc xe Serie 3 325i. Con này nhỉnh hơn Serie 320i một chút. Và trang bị trong xe thì nội thất da bò, rồi sấy ghế, nâng hạ, rồi điện, kính ghế điện nha các bác nhá. Ghế điện, nhớ 3 vị trí luôn. Và đây là một chiếc xe mang biển số 18A04790, là biển số thành phố Nam Định. Và các bác có thể để ý cho em là xe thì trông khá là tươm tất. Vâng, form xe cứng chắc. Và đấy, tiền ít nhưng mà các bác có thể mua được xe Đức, là chiếc xe này đây. Vâng, xe vừa về em xong, máy chạy rất là ngon, êm, điều hòa mát lạnh. Và nói chung là em đi loanh quanh này để cho các bác đánh giá luôn về cái bên ngoài của xe đấy ạ. Dáng của xe thì rất là trường, lốp láp thì dày, con này không sử dụng lốp mỏng nha các bác nhá, mà lại sử dụng lốp dày, nên là cái tiếng rội lốp thì gần như là không có, đi cực kỳ êm luôn. La răng đúc thì là la răng của hãng rồi. Thì của nó là nguyên bản là la răng 10 chấu, cảm biến lùi nguyên hạt bản này. Nói chung là con này bây giờ chỉ thiếu mỗi cái cam lùi thôi. Và thực tế là cái cam lùi rất rẻ các bác. Cam lùi nói thật là chỉ 400 nghìn là các bác được cái cam Full HD rồi. Rất rẻ luôn. Giờ thị trường đồ trong xe rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn cái gương kia kìa, vẫn còn gương zin nhá các bác nhá. Gương vẫn còn zin. Xe rất là cứng và đẹp luôn. Đấy, gương zin, cửa đèo chắc chắn. Và dòng này thì nói thật các bác, chứ nhìn cái bản lề của nó đã thích rồi. Em mở bản lề cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn bản lề này. Đấy, nhìn cái bản lề ở phía trong này cũng đã thích rồi. Cái màu của xe này nó là màu Kajiri Beige. Màu này được rất thịnh hành tại thị trường châu Âu. Và về Việt Nam thì cái màu này đã được rất nhiều người mua. Nói thật các bác là ra đường thì cái màu này chiếm tỷ lệ nhiều hơn là màu đen. Đấy, xe rất là chắc luôn. Và sơn zin của chiếc xe này thì cũng còn tương đối thôi, không còn nhiều. Vì cũng đã dùng rất nhiều năm rồi, gần 20 năm. Thế nhưng mà các bác có thể để ý là về form xe, tôn vỏ các thứ của nó vẫn còn cứng. Và xe này thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng nhá, không tai nạn ngập nước, máy số chạy cực ngon luôn và lành bền. Đấy, một dòng xe rất là bền bỉ luôn, form dáng đẹp, kiểu dáng ok. Ở mình thì hay gọi cái nào màu, gọi màu vàng đồng. Đấy, về thiết kế của chiếc xe này thì con này nó đời trước nên là nó sử dụng bóng, thì là bầu đèn bóng cốt thì là sử dụng bóng đèn bi xê lông, nhưng mà thực tế đây là bi giả thôi nên là cái khả năng sáng của nó không nhiều. Còn đèn pha thì chiếc xe này là sử dụng đèn halogen, công suất pha tốt nên là ánh sáng cũng ổn. Thế còn đèn gầm, cái con này em vừa về, nhưng nói thật các bác là cái này hơi củ chuối thế này, nó hơi bị cũ. Cái này thì nói chung là bác nào có điều kiện thì một là thay nguyên cái bộ này của nó, hai là các bác có thể là làm lại cái bóng này, hoặc là các bác thích thì em làm cho. Cái này là hơi củ chuối, cái này điểm trừ cho chiếc xe này. Vâng, xe này cũ nên là không thể bảo là như xe mới được nhá. Nên có những cái chi tiết mà nó đã cũ theo thời gian thì cái này là cũng bình thường thôi các bác ạ. Đấy, bên này cũng thế này. Sơn xì xì tốt ok. Còn các cái nan hoa của xe thì vẫn còn rất là rõ ràng, đẹp, không gãy vỡ. Đấy, logo nổi bật luôn. Các bác nhìn này, đấy, logo đẹp.
Và cái bản này thì bao giờ nó cũng có chữ Performe. Đấy. Sport là chữ ký ạ. Sport mai. Thế còn lốp chiếc xe này thì con này thì sử dụng 4 quả lốp Michelin. Đấy. Lốp của chiếc xe này thì là lốp 2018. Nói chung là con này đi ít nên là cái lốp này cũng khá là bền, các bác đi thoải mái luôn. Lốp 2015 các bác nhá. Bề rộng của chiều rộng lốp là 2015 và tỷ lệ 60. Nên là cái lốp này nó rất là cao, khả năng dội tiếng ồn rất tốt, nó chống ồn tốt. Thế nên là các bác đi những cái loại này thì bác yên tâm là sẽ không có tiếng dội của cái ồn lốp. Thế là các bác rất là ok luôn. La răng thì đã được sơn xì tút lại rồi. Thì cái la răng này là la răng 10 chấu, xì tút hết lại rồi. Đây là cái sơn nguyên bản của la răng này, này các bác ạ. Sơn nguyên bản của la răng thì nó sẽ như thế này. Còn như vừa nãy là sơn lại. Thế cái phần phanh thì là con này sử dụng phanh đĩa cả 4 bánh các bác nhá. Phanh đĩa 4 bánh luôn. Đấy, và lốp này là lốp 12 này. Úi giời, lốp 2012. Quá là cũ luôn. Vâng. Xe này mua có sao mua vậy? Vâng, chứ còn không có phải gọi là xì tút xì tát làm gì cả. Bọn em để nguyên luôn. Vì nói thực là con này được cái là máy móc các thứ nó ngon. Chạy sướng, vâng, chạy rất sướng luôn. Êm, máy máy khá là êm. Đấy, bên này lốp ổn. Vâng. Nói chung là bốn cái bánh của con xe này thì ok, không chê được cái gì rồi. Gõ ăn à. Ai chả tôn con này dày phết các bạn. Đúng là dòng xe Đức có khác. Cái chất tôn nó làm cũng dày. Gương chiếu hậu này. Đấy, xanh lét lét luôn. Đúng bản hàng châu Âu có khác. Các bác nhìn hộ em. Đấy. Hàng tiêu chuẩn châu Âu. Nẹp chỉ nhá. Chrome sáng bóng luôn. Không hề có hàn mục luôn. Đấy. Thiết kế rất hài hòa. Kết hợp với cả rãnh thoát nước luôn. Các bác yên tâm. Cửa thì rất là dày luôn. Bề dày cửa các bác nhìn này. Đấy, cửa rất dày. Keo chỉ còn nguyên. À, keo chỉ đây. Các cái chi tiết của xe thì đều là bằng kim loại và phay. Phay đúc, phay chứ không phải là kim loại dập khuôn các bác nhá. Đấy, kim loại phay nên là trông nó rất là cứng cáp, bản lề cứng cáp luôn. Cả cả bản lề đằng sau đây các bác ơi. Mà các bác hỏi sơn zin thì đây này. Cái màu này chính là màu sơn zin của nó này. Đấy. Đây chính là màu sơn zin này, nó vẫn còn rất là bóng sáng luôn, đẹp luôn. Và chiếc xe này thì có hệ thống nội thất bên trong khá là hiện đại. Nhưng mà cái dòng BMW á, thì em nhắc lại cho các bác là cái phần gương kính chỉnh điện thì nó lại nằm ở giữa đây, ngay chỗ cần số kìa. Đấy, gương kính chỉnh điện của bốn cái này. Đấy, gương kính kính nâng hạ của cánh cửa đấy ạ. Khóa cửa ở bên này. Đấy, các cái phím của nó khác hoàn toàn so với các dòng xe bình thường. Còn ở phần giữa này là điều hòa, thì điều hòa cũng là auto. Thế nhưng mà nó cũng có các cái phím chỉnh đơn giản ở đây. Có cả sấy ghế này các bác ạ. Sấy ghế rồi rèm che. Thì cái này rèm này lâu không biết hoạt động không. Nãy em cũng không để ý. Xem nào, ai chả có nhưng mà rèm là rụng ra rồi. Đấy. Đấy. Bật cái là màn hình nó nghe có nhạc nhẽo ngay. Tí là ta sẽ vào trong cái chức năng đấy để ta xem. Còn ghế chỉnh điện thì xem là nó có hoạt động hay không nữa nhá. Vẫn hoạt động các bạn. Ghế chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, trượt lùi về đằng sau hoạt động ok. Có nhớ ba vị trí đầy đủ cho các bác nhá. Vâng, một chiếc xe sang thương hiệu đến từ Đức, giá rẻ như là Moling luôn. Đấy, mà lại số tự động luôn. Này, tapi này, ốp gỗ hết tất cả các cánh nhá. Da của nó là da bò. Con này thì có nội thất của nó là có túi khí đến 10 túi khí luôn, bốn cánh đều có túi khí. Đấy, cánh này, cánh trên, rồi hai bên cánh sườn đều có, bên kia cũng có hết. Đấy, túi khí an toàn, dọc cột cũng có nha các bác nhá. Và túi khí đằng trước cho người lái cũng có. Đấy, rất là an toàn luôn, hệ số an toàn cực cao luôn. Đấy, thiết kế quá là ổn định luôn. Đấy, cửa đóng nghe cũng đã sướng rồi. Bên này thì các bác có thể để ý phần hậu. Phần hậu của nó là đèn này, này đèn zin. Cũng đã theo thời gian, hơi mà ố ố một chút. Cái này bình thường thôi. Nói chung là với cái tầm tiền này các bác bỏ ra, thực sự như chiếc xe này là quá ok. Còn mình có thể chăm chút hơn. Có thể là các bác với đèn cũ như này các bác để nguyên. Hoặc không các bác có thể thay cái bộ đèn nữa thì quá là ok rồi. Vâng, cái này thì rất tốt cho những người mà hay...
chăm chút xe đó. Thì con này khá là cứng rồi, và các bác cũng không phải nghĩ ngợi làm nhiều. Đấy, cản sau đây đồng đều, sơn si đồng cản tốt. Và đây các bác nhìn này, đấy, lớp sơn sườn nó bóng lử này, không hề có lượn sóng nhá. Xe rất là cứng luôn, một chiếc xe đẹp. Vâng, con này có thể nói nếu mà so về xe cũ á, thì chất lượng của con xe này cũng không kém so với xe lướt, với xe mới đâu. Vâng, và chất của nó vẫn còn sau khá là nhiều năm. Thế nhưng mà đấy các bác nhìn ạ, vâng, chất của nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Đấy, chất đẹp, xe cứng cáp, nội thất tươi. Đấy, đấy, da bò đây, nội thất đẹp luôn đấy các bác ạ. Vâng, trần nỉ này, các bác nhìn trần nỉ này. Đấy, trần rất là đẹp luôn. Vâng, con này phải nói là sử dụng ít không nhiều. Thế nên là chất xe thì nhìn khá là cứng cáp. Đấy, bên trên này cũng vậy ạ. Một chiếc BMW mới về cửa hàng xong, vừa về trong buổi trưa ngày hôm nay. Đấy, thì những ai mà thích chiếc BMW đời 2003 này thì hãy điện thoại ngay cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926 các bác nhá. Vâng, xe thì đang có mặt tại quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Cảm ơn các bác cũng theo dõi kênh, và cảm ơn các bác đã luôn luôn ủng hộ em Vũ Duy Auto. Những bác nào mà muốn mua chiếc xe này thì điện thoại ngay. Con này thì thời điểm này thì nói thật các bác là các bác ở xa đấy thì các bác lên công chứng, vì là tầm này rút hồ sơ rất là lâu. Vâng, rút hồ sơ rất là lâu, đăng kiểm đấy ạ. Thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái việc các bác mua xe. Đấy, sang tên mà không có biển thì chắc chắn là Tết các bác sẽ khó là đi lại. Vì bây giờ quy định xe có biển mới đó, sang biển đó, trong vòng 30 ngày không là phạt. Cái thứ hai là cái quá trình này nó cũng rất ảnh hưởng đến mình. Thế là Tết thì nói thật là các bác còn có chục ngày nữa thôi. Thế nên là như con này thì nếu mà bác nào mua thì em cũng khuyên là các bác công chứng ủy quyền. Ra Tết phát là các bác rút hồ sơ rồi các bác sang tên ok luôn. Thế là các bác nhất rất là yên tâm luôn ạ. Vâng, cực kỳ yên tâm về xe luôn. Gương kính cụp xòe thì không biết là có hoạt động không. Em sẽ kiểm tra từng chi tiết một cùng các bác. Con này thì có chức năng cruise control, cái này vẫn hoạt động bình thường các bác nhé. Vâng, em sẽ để nổ chiếc xe này lên cho các bác nghe. Con này, đấy, máy lên ngay và rất là êm. Đấy, máy rất là êm và chắc luôn. Gương kính này, cục điện nè, hỏng rồi. Gương cục điện là hỏng rồi. Gương chỉnh điện cũng hỏng nốt rồi. Con này, à đâu, bên này đi. Đúng là gương chỉnh điện nó hỏng rồi. Con này thì nói chung là tương đối thôi, chất tương đối thôi. Cái này thì sẽ kiểm tra lại. Các cái phần đèn đóm này có cả đèn auto nhá các bác nhá. Con này có hệ thống đèn auto luôn. Đấy. Và rất là hiện đại. Cruise control. Rồi các cái phím điều khiển đây. Nhạc lơi đảo xa này. Úi giời, tha hồ nghe nhạc các bác. Màn hình Android to vật vã. Riêng cái màn hình thì trị giá đến gần 5 củ rồi. Rất là yên tâm cho các bác. Điều hòa, điều chỉnh auto. Cái này thì giảm gió đi. Em không cần điều hòa lắm vì thời tiết này cũng không cần thiết. Đặc biệt là tay cần số nó bằng gỗ rất là đẹp và bóng sáng luôn. Để các bác nhìn ạ. Vâng. Xe cứng, nói chung là được cái chất xe thì ok luôn. Gương chiếu hậu chống chói các bác nhá. Còn trần con này thì đẹp vô cùng luôn. Cái trần này nó gần như là nguyên bản, chưa có đánh bùng cả. Đấy. Vâng, và bây giờ thì em sẽ ra khoang động cơ, mở con này ra cho các bác nghe. Con này thì nhạc âm thanh loa của nó thì cũng là âm thanh cũng được, hàng Đức thì nói chung là âm thanh loa nghe vẫn cũng rất là hay. Đấy, em sẽ mở lắp capo lên. Đấy, các bác nhìn khoang máy ở xe đó. Khoang máy sạch sẽ, máy nổ giòn, êm đều, không hề có rung bật. Con này sử dụng động cơ 2.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 12 lít trên 100 cây. Nói thật các bác, đây là một mức tiêu thụ khá là căng. Nhưng mà bù lại các bác có một chiếc xe an toàn. Các bác có thể để ý ạ. Tất cả các chi tiết của nó làm rất dày dặn luôn. Để cả từ cái phần tôn. Tôn này, nó làm rất dày. Đây là khi gõ đấy ạ, tôn nó cảm giác nó cứng chắc luôn. Chứ nó không phồng phành như những dòng xe bây giờ. Thế nên đây là một chiếc xe an toàn. Nhiều vụ tai nạn cho thấy rằng là những cái dòng xe này khi mà bị đâm ấy, nó cứng mà nó gần như là nó không có di chuyển gì cả. Nó chỉ vỡ một số cái chi tiết bên ngoài thôi, nó không bẹp rúm. Đây các bác này,
Kanahezi Baygi bản của nó. Còn đây là số khung. Đấy, trong khung sườn của xe thì rất là đẹp rồi các bác nhá. Tất cả các chi tiết này nó còn sạch sẽ. Nói chung là theo năm tháng thời gian thì đến giờ là tính ra là được gần 20 năm rồi. Với một chiếc xe, kể cả như các bác đi xe máy ở nhà thôi, một chiếc xe 10 năm là trông nó cũng đã kém lắm rồi. Thế nhưng mà đây một chiếc xe 20 năm mà vẫn còn chất như thế này. Máy rất ngon các bác nhá. Máy ngon mà êm. Dòng này nó dùng thì phải nói là cực kỳ ngon luôn. Sướng. Đấy, hệ thống đèn của xe thì các bác có thể nhìn thấy là hệ thống đèn bi của xe thì sáng và cái khả năng tăng cường tốt. Còn đâu về riêng con bi bên này thì nó hơi cụp vào trong này, thì cái này em sẽ chỉnh sửa để làm sao mà cho nó cân đối. Xe vừa về xong, chưa làm gì, chưa dọn dẹp. Đấy, máy gầm ngon, chạy êm. Thế bọn em mới mua thì vâng, nói chung là bên em mua xe thì cũng sẽ kiểm tra chất lượng của xe làm sao mà cho nó ok nhất. Đấy, gầm đây này. Đấy, nhìn gầm này, phẳng lì luôn. Đẹp luôn, không hề có lỗi lầm. Đấy, gầm đấy ạ. Vâng. Và con này thì nước ra ở bô thì các bác biết là nếu mà đã là nước mà ra ở bô thì phải nói là hệ thống lọc không khí của xe rất là tốt luôn nhá. Và đấy, xe thì nó có vậy thôi chứ cũng chẳng có gì hơn. Đấy, những bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Đức ngon như thế này thì hãy điện thoại ngay cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Xe em đang để tại quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng nhá. Và cảm ơn các bác cũng đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe yêu thương, càng lịch sự mà giá càng rẻ. Vâng, cảm ơn các bác. À quên, con này lăn bánh 20 vạn theo đồng hồ nhá. Nhưng mà về chất thì phải nói là ngon. Con này thì không có tua tiếc gì cả. Em nhìn các cái chi tiết nội thất, ngoại thất của nó thì đánh giá 20 vạn là ok, ổn. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.